Xin chào các bạn, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang hồi thứ 37. Vua quỷ đương đêm cầu Tam Tạng, ngọa không, hóa phép, dẫn hài nhi. Tam Tạng ngồi thiền trong đường chùa Bảo Lâm tụng một kinh Lương Hoàng Thủy Sám, đem một lượt khổng tước chân kinh, ngồi mãi tới canh ba mới bỏ kinh vào trong bao gói lại. Vừa định đứng dậy đi ngủ, bỗng có một trận gió quái lạ rít lên, rèn rạc, tiếng gió phục vào cửa ầm ầm. Tam Tạng sợ gió thổi tắt đèn, vội vàng lấy quạt áo che lại. Thấy đèn lúc sáng lúc tối, trong bụng đâm ra sợ hãi, lại có phần mỏi mệt, nằm phục xuống bàn hiu hiu. Mắt tuy mắt nhắm lơ mơ, nhưng trong bụng vẫn tỉnh táo, bên tai vẫn nghe tiếng gió vi vu ở ngoài. Trong lúc mơ màng, Tam Tạng nghe thấy trong tiếng gió vừa thổi qua, rõ ràng có tiếng gọi sư phụ văng vẳng ngoài thiền đường. Vội vàng ngó ra, thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa ướt đầm đìa từ đầu đến cuối, luôn miệng gọi sư phụ. Tam Tạng nghiêng mình hỏi, nhà ngươi có phải là thần quái tà ma nhân lúc đêm khuya tới đây trêu ta không? Ta đây không phải hạng người tham dục tham sân, vốn là nhà sư quang minh chính đại, còn sắp chuyển nhà vua sang đại đường bên đông thổ sang tây thiên để bái phật cầu kinh. Thủ hạ của ta có 3 người đồ đệ, đều là những bậc anh hào tài hàng long phục hổ, tài tráng sĩ sát quỷ trừ tà. Nếu chúng vớ được, nhà ngươi sẽ tan thay nóc nát xác. Đó là ta đây có ý đại từ bi trong lòng phương tiện, nhà ngươi nên sớm liệu mà trốn đi xa, đừng có biến mạng gì tới chốn thiền môn nữa. Người đó đứng tựa vào thiền đường nói, thưa sư phụ, tôi không phải là yêu ma quỷ quái, cũng không phải là tà thần bậy bạ. Nhà ngươi không phải là loại ấy, vậy đêm khuya đến đây để làm gì? Thưa sư phụ, ngươi hãy để mắt nhìn tôi một lượt. Tam Tạng định thần xem xét kỹ lưỡng, chà, chỉ thấy người ấy đầu đội mũ sung thiên, lưng thắt đai ngọc bích, mình mặc áo bào đỏ theo phượng múa rồng bay, chân dọn giày vô ưu dép đầu mây miệng giấm, tay cầm một cái ngọc khuê trắng la liệt những vì sao, mặc như vua đường sinh đông nhạc, hình tựa thánh khai hóa văn xương. Tam Tạng trông thấy thì sợ tái mặt đi, vội vàng cúi mình nói to, người là vua nước nào, xin mời ngồi. Nói rồi lấy tay đỡ xuống, nhưng chẳng thấy gì, lại quay mình ngồi xuống, nhìn trở lại vẫn là người ấy. Tâu bệ hạ, người là thiên tử ở đâu, hoàng đế nước nào? Chắc là trong nước không được yên, bị kẻ gian thần hung ngược, nửa đêm mới phải trốn lẩn tới đây. Có chuyện gì xin cứ nói cho nghe. Người đó mới hai má lệ hàng thưa chuyện cũ, đôi mày sầu khóc kể tình xưa. Sư phụ, nhà tôi ở đằng chính tây, cách chừng độ trên dưới 40 dặm. Nơi đó có một tòa thành trì, là nơi khai cơ dựng nghiệp. Địa danh ở đấy gọi là gì? Không dám giấu sư phụ, cái hồi trọng sáng lập quốc gia, đổi hiệu là nước ok. Tam Tạng nói, bệ hạ sợ sệt như vậy là vì đâu đến nổi. Thưa sư phụ, hồi 5 năm trước, ở vùng chúng tôi, trời làm hạn hán cây cỏ cũng chết, dân gian chết đối, rất đổi thương tình. Chờ có một gã toàn chân ở núi Trung Nam có tài gọi gió kêu mưa, điểm đá ra vàng, đến trước mặt các quan văn võ, sau ra mắt trẫm, trong khoảnh khắc khiến được trời mưa như trút nước, trẫm chỉ cầu mưa 3 thước là đủ. Y nói đại hạn đã lâu, chưa đủ thấm nhuần, lại làm mưa thêm 2 tấc nước nữa. Trẫm thấy y trọng nghĩa như vậy, liền làm lễ kết tám lạy, kết giao với y, gọi là huynh đệ. Đó là một việc mừng hiếm có của bệ hạ. Mừng ở đâu ra? Trọng với y cùng ở với nhau. Năm ấy gặp tiết xuân, hạnh đỏ đào tơ, trọng với y khoác tay khoan bước vào vườn ngự uyển, chợt đi tới giếng lưu ly bát giác, không biết y ném vật gì xuống giếng, dưới giếng thì ra muôn đạo kim quang, rồi y đến lừa trọng vào bên giếng xem là bảo bối gì. Trọng đến xem, ai ngờ y đem lòng hung ác, đầy trầm ngã lăn xuống giếng, lấy tảng đá đè lên miệng giếng, phủ đất rồi đem khóm chuối trồng lên trên. Đường ta nghe nói, sợ nhũng người, sợ tóc gáy, không biết làm thế nào, đành hỏi. Tâu bệ hạ, những lời người vừa nói đây, không có lý chút nào. Bệ hạ chết nhẫn 3 năm rồi, thế mà các quan văn võ cung hoàng hậu, khi đến chầu ở trên điện không thấy, tại sao lại không tìm? Sư phụ ạ, nói đến tài năng của hắn, thật là thế gian hiếm có. Từ khi sát hại trẫm, hắn liền biến ngay ra hình dung trẫm trong vườn hoa, không sai chút nào. Hiện nay hắn đang chiếm giữ giang sơn ngầm lấn đất nước của trẫm,
hai ban văn võ, bốn quan triều, hoàng hậu trong cung, ba phi tần nơi sáu viện đều lọt vào mắt hắn hết. Vậy thì người nhu nhược lắm, nhu nhược thế nào? Mặc dù yêu quái có chút thần thông, biến ra được hình dung bệ hạ, xâm chiếm đất nước của bệ hạ, các quan văn võ nhận không ra được, hậu phi chẳng hiểu là ai, chỉ có người chết là biết rõ. Vậy sao người không đem kiện lên Diêm Vương để tố rõ nỗi oan khuất? Hắn thần thông quảng đại, quan lại đều là quen thân cả. Đô Thành, hoàng thượng chỉ chiến với hắn, Hải Long Vương có họ với hắn, Đông Nhạc, Tề Thiên là bạn bè thân của hắn, Thập Đại Diêm La đều là anh em khác họ với hắn. Vì thế, trọng không thể kiện cáo vào đâu được. Thưa bệ hạ, dưới âm ty đã không làm gì được, về tôi ở dương gian có thể làm nên trò trống gì? Thưa sư phụ, có một điểm oai phụ của tôi, đâu dám lên tới cửa người. Nhân các vị có hộ giáp chư tiên, lục đinh tục giáp, ngụ phương yến đế, ngự trị công tào, 18 vị hộ pháp già lam, theo liệt yên ngựa của người, tới rồi lại được bị hạ du thần hóa một trận gió đưa tôi đến đây. Người nói hạng thủy, tai 3 năm của tôi đã mãn, cho tôi đến đây để bái yết sư phụ, và nói với tôi rằng, thủ hạ người đã có một vị đại đồ đệ là Tề Thiên Tài Thánh, diễn quái hàng ma rất giỏi, cho nên tôi đến đây chế tâm cầu khẩn, mời người quá bộ đến nước tôi, rất nạ yêu quái, phân rõ ngay gian, tôi xin cất cỏ ngầm vành, báo đền công ơn của sư phụ. Tam Tạng nói, bệ hạ, người đến đây để cầu đồ đệ tôi trừ khử yêu quái cho người có phải không? Người ấy biện nói, chính thế, chính thế. Tam Tạng nói, đồ đệ của tôi bảo làm việc gì cũng khó ấy, chứ bảo y hàng yêu tróc quái thì rất hợp. Thưa bệ hạ, tuy rằng bảo y tróc quái, nhưng nếu theo lý thì cũng khó lắm. Người đó hỏi, khó thế nào? Tam Tạng nói, yêu ma đã thần thông quảng đại, biến được hình như người, các quan văn võ trong triều, người nào người đấy đều vui lòng thuần phục. Ba cung phi tần, người nào người nấy đều hợp ý tình nồng. Đồ đệ tôi dù có thủ đoạn, quyết không động đến can qua. Hệ hoặc bị các quan bắt lại, buộc chúng tôi vào tội lừa vua dối nước, hết vào tội đại nghịch, đem giam cấm trong thành, hóa ra chẳng khác vĩ hùng khắc ngỗng ư. Người đó nói, trong triều vẫn còn có người cơ mà. Vậy được, có lẽ những bậc thân vương thái giám được sai đi trấn thủ ở nơi xa. Không phải, trong cung còn có thái tử, đó là người kế vị do chính thân tôi sinh ra. Vị thái tử đó đã bị yêu ma cách chức rồi chứ? Thưa chưa, cháu vẫn ở trên điện Kim Loan, trong lầu Ngự Phượng, thường đọc sách với học sĩ, cùng ngồi với Toàn Chân. Đã 3 năm trời, y cấm thái tử không cho vào hoàng cung, không được giáp mặt mẹ. Tại sao nó lại làm thế? Vì rằng yêu quái sợ miệng con gặp nhau, rồi miệng bàn tán quả cà quả táo, lỡ làm lộ chuyện, cho nên nó không để hai bên gặp mặt. Tai vạ của người, tự trời trao lại, cũng chẳng khác gì tôi. Cha tôi xưa kia cũng bị bọn thủy quái hãm hại, mẹ tôi bị thủy quái chiếm mất. Sau đó 3 tháng mẹ đẻ ra tôi, nhờ dòng nước xuôi tôi thoát chết. May sao có bị ân sư chùa Kim Sơn, cứ vớt nuôi nóng lên người. Nhớ lại tôi khi xưa không bố mẹ, bây giờ thấy thái tử mất song thân, thật là đáng thương. Người có thái tử trong triều đi nữa, nhưng lại làm thế nào gặp mặt được? Người đó ngạc nhiên, sao lại không gặp được? Thái tử đã bị yêu ma giam lỏng, đến ngày mẹ đẻ còn không gặp được, tôi chỉ là một nhà sư sao gặp được? Sáng sớm mai, cháu sẽ ra khỏi triều. Ra khỏi triều làm gì? Sáng sớm mai, cháu sẽ dẫn 3.000 người ngựa Dông Ân Huyện ra khỏi thành săn bắn. Tất nhiên sư phụ sẽ được gặp mặt. Khi gặp, xin người cứ đem những lời kể của tôi nhắc lại, cháu sẽ tin ngay. Thái tử là người trần mắt thịt, bị yêu ma lừa dối, giữ ở trên điện, ngày nào chẳng mấy lòng kêu thưa phụ vương, chẳng khi nào lại chịu nghe lời tôi nói. Nếu sợ cháu không tin, tôi xin đưa cho người một vật để làm tin. Vật gì vậy? Người đó buông viên ngọc khuê trắng nạm vàng cầm ở trong tay xuống. Vật này có thể làm tin được. Vật này thế nào? Từ khi gã Toàn Chân biến hóa ra tôi, còn thiếu cái bảo bối này không biến ra được. Về đến trong cung, nó nói dối là vị Toàn Chân lấy móc ngọc khuê mang đi, nên đã 3 năm nay không có vật ấy. Nếu thái tử con tôi nhìn thấy trong vật nghĩ ngay đến người, thì thù này chắc chắn sẽ trả được. Thế thì được, tôi xin giữ lại, giao cho đồ đệ tôi xử trí giúp người. Người kia chờ đợi ở đâu?
Người kia nói, tôi cũng không dám chờ đợi, bây giờ phải nhờ Hạ Dương thần hóa một trận gió đưa tôi về đến hoàng cung trong nội viện, báo mộng cho chính cung hoàng hậu của tôi, cho mẹ con họ hợp ý để thầy trò người đồng tâm. Tam Tạng gật đầu và nói, vâng, người đi đi. Oan hồn kia cúi đầu từ biệt, Tam Tạng theo chân tiện, chẳng may vấp ngã bổ nhào, giật mình tỉnh dậy, thì ra là một giấc chiêm bao. Trước ánh đèn lờ mờ, Tam Tạng vội gọi, thu đệ. Bác giới tỉnh giấc hỏi, thú địa cái gì? Xưa kia tôi là hảo hán, chuyên ăn thịt người cho qua ngày. Muốn nhận thức ăn thanh tưởi ăn rất ngon lành, đâm đi theo người xuất gia. Chúng tôi phải bảo hộ người đi đường. Trước kia nói tôi là hòa thượng, bây giờ coi như người ở. Ban ngày quẩy hành lý nhắc ngựa, ban đêm lấy chậu nước đái và nằm để cho người khác ghé thụ chân. Đêm khi rồi sư phụ chưa ngủ, sao lại còn gọi đồ đệ? Đồ đệ, ta vừa mới phục xuống án thiêu hiu, đã thấy một giấc mơ quái lạ. Hành giả trồn dậy nói, sư phụ ạ, mộng mị là do tư tưởng mà ra. Người chưa lương đến núi đã sợ ma rồi, lại buồn vì lôi âm đường xa không thể đến được, đã mong nhớ Trường An đến bao giờ quay được trở về. Vì vậy sinh ra đa tâm đa mộng, cứ như lão tôn quyết một lòng, chỉ mong đến Tây Phương bái Phật thì chẳng có mộng mị gì. Đồ đệ, giấc chiêm bao này không phải giấc mộng nhớ quê hương. Ta vừa mới nhắm mắt, bỗng có một trận gió thổi qua, thấy một vị hoàng đế ở ngoài cửa chùa, tự xưng là vua nước Ok, chắp mình ướt đẫm, mắt đầy lệ xa. Rồi Tam Tạng đem hết những điều trong mộng nói lại cho hành giả nghe. Hành giả nói, chẳng còn phải nói, y đến báo mộng cho người rõ ràng, chiếu cố cho lão tôn làm một mỹ làm ăn, để con đây xem rõ thật hư thế nào, cây gậy này cũng có thể làm nên chuyện đây. Đồ đệ, y nói yêu ma thần thông quảng đại lắm. Sợ gì nó quảng đại, nếu biết lão tôn đến, lại sợ không có đường mà chạy. Ta còn nhớ y có đem lại một thứ bảo bối làm tin. Sư phụ có hoàng làm bậy, làm chim bao là chim bao. Sao lại? Sa Tăng nói, đều không tin thẳng trong việc thẳng, nên trong phòng điều bất dân của kỹ nhân, chúng ta đốt lửa, mở cửa ra xem thế nào. Hành giả lập tức mở cửa, một lũ chạy cả lên xem. Dưới ánh trăng sao, mọi người nhìn thấy một viên ngọc khuê trắng nằm vàng để ở trên thềm chùa. Bác giới vội cầm lấy nói, đại sư huynh, cái này là cái gì? Đây là bảo bối của quốc vương cầm trong tay, gọi là ngọc khuê. Sư phụ ạ, đã có vật này, thiết tưởng có việc bắt yêu ma ngày mai sẽ ở tay lão tôn, chỉ còn người làm khiếu cho ba việc thôi. Tốt, chỉ có giấc chim bao cũng phải nói với y, về cái món trò hề đó, y có chịu làm cho không? Chư y đã chúc ngay cho người khiếu ba việc. Ba việc gì? Hành giả nói, ngày mai trong người phải đội đèn, chịu bực tức gặp ông dịch. Bác giới cười nói, một việc cũng còn khốn thay, ba việc thì chịu làm sao nổi. Đường Tăng là một vị trưởng lão thông minh, liền hỏi, đồ đệ ạ, ba việc ấy có nghĩa như thế nào? Chưa cần nói vội, hãy đưa người trước cho hai vật này. Hành giả bèn nhổ một sợi lông, thổi hơi tiên vào, kêu một tiếng biến, liền biến ra một cái hộp sơn son thép vàng, bỏ viên bạch ngọc vào trong ấy nói, sư phụ ạ, người vân vật này trong tay, đến sáng ngày ra mặc áo cà sa vàng đi lên chính điện ngồi đọc kinh để cho con đi vào trong thành xem xét. Nếu đích là giống yêu quái, sẽ đánh chết nó, làm công ở ngay nơi đó, ví bằng không, thôi sẽ không gây vạ. Phải lắm. Hành giả nói, nếu thái tử không ra khỏi thành thì thôi, ví bằng đúng như trong mộng, thái tử ra khỏi thành, con sẽ dẫn y đến đây để gặp người. Nếu gặp, ta sẽ đối đáp thế nào? Khi tới nơi, con sẽ báo trước, để con biến ra một vị hòa thượng nhỏ xíu độ hai tấc bỏ trong hộp, người bưng cả con vào trong tay. Khi thái tử vào trong chùa, tất nhiên phải lễ Phật, người cứ mặc kệ cho y lễ không đếm xỉa gì. Y thấy người không nhúc nhích, tất nhiên sẽ bắt người, cứ mặc kệ cho nó bắt, đánh cũng ở họ, trói cũng ở họ, giết cũng ở họ. Ôi, như họ có nhiều quân mệnh, giết chết thật thì ta phải làm thế nào? Hành giả nói, không hề chi, đã có con, gặp lúc khó khăn con sẽ bảo hộ người. Khi nào họ hỏi, người là hòa thượng bên đông thổ được khâm sai sang cái thiên lệ Phật cầu kinh và dân bảo bối. Nếu họ hỏi, có bảo bối gì, người chỉ nói cho họ nghe chuyện về áo cà sa gắm một lượt và nói đấy là bảo bối hạng 3, còn bảo bối hạng nhất và hạng nhì quý hơn.
Hay họ hỏi nữa, sẽ nói trong hộp này có một bảo bối biết 500 năm về trước, biết 500 năm về sau, biết 500 năm hiện tại. Các việc của quá khứ, về lai tất cả 1.500 năm đều biết hết. Thế rồi sư phụ bảo lão tôn ra, con sẽ đem những lời trong mộng nói với thái tử. Nếu y chịu nghe theo, sẽ đi trốc nã yêu ma. Thì làm một y báo thù được cho phụ vương, hai là ta cũng làm được chút danh vọng. Nếu y không tin, thì mới đưa ngọc khuê trắng cho y xem, chỉ sợ y còn thơ ấu, không nhận ra được. Đồ đệ ạ, trước ấy là tuyệt chiêu, còn nhận bảo bối, một cái gọi là bạc trà sa gấm, một cái gọi là ngọc khuê, còn bảo bối con biết ra gọi là gì, cứ gọi là lập đế hóa cũng được. Tam Tạng yên lời, trong lòng ghi nhớ, thầy trò suốt đêm không ngủ, thức cho đến sáng, giận vì không thể giơ tay với vòng u ngọc, chúng miệng phun bay hết vì sao. Một lúc sau, phương đông rực sáng, hành giả dặn dò bát giới sa tăng không nên quấy nhiễu nhà chùa, đi vào bừa bãi, đợi khi nào tôi đã thành công cùng đi với các đệ. Hành giả từ biệt mọi người, động viên một cái, nhảy lên trên không, căng mắt thao nhìn về hướng tây, quả có một tòa thành trì, lại làm sao trông thấy được rằng vị tam tàng kia đã nói thành trì ở đó, cách chùa chỉ có 40 dặm, cho nên đứng ở trên cao có thể trông thấy. Hành giả đến gần xem xét kỹ lưỡng, thấy trên núi quái mây sầu man mác, gió khí yêu ma oán bời bời. Hành giả bèn đứng ở trên không, tiếc núi than thở. Đường cảm thán, chợt nghe có tiếng súng nổ vang, lại thấy cửa đông mở rộng, một đoàn người ngựa tiến ra, thật là đội quân săn bắn, khi thế oai hùng, chỉ thấy nhóm người kia đã đi ra khỏi thành, tản mát về phía đông, chẳng mấy chốc đã đi được chừng 20 dặm, tới một vùng ruộng cao. Trong dinh trung quân thấy một vị tướng quân nhỏ xíu, đầu đội mũ, mình mặc giáp, tay cầm thanh bảo kiếm nửa xanh, cưỡi con ngựa vàng, lần đeo cung dây. Thật là quân vương thật đáng mặt, vua chúa đúng con dòng, quy mô khác phường tục, đi đứng rõ oai rồng. Hành giả ở trên không thấy vậy, mừng thầm. Chẳng cần phải nói, người ấy đích xác là thái tử của hoàng đế rồi, để ta đùa hắn một chút. Đại thánh biện từ ở trên mây bước xuống, đi lộ vào đám quân, đến trước ngựa thái tử, nhào người biến ra một con thỏ trắng rồi chạy rối rít đằng trước. Thái tử trông thấy vui vẻ, đặt tên vào dương thẳng dây cung, bắn một phát trúng ngay con thỏ ấy. Nguyên đại thánh cố ý để cho y bắn trúng, chạy nhanh tinh mắt, giờ đón lấy mũi tên, thay cánh lông chằng chim trắng lắp ở cuối, tên ra đằng trước, co cẳng chạy miết. Thái tử nhìn thấy thỏ ngọc bị trúng tên, phóng luôn ngựa, một mình rực theo. Hay đâu ngựa chạy nhanh, hành giả đi như gió, ngựa chạy chậm lại, hành giả đi thông thả, vẫn chỉ thấy ở đằng trước ngựa thái tử không xa, cứ thế từng độ từng quãng, hành giả đã lừa được thái tử đến chùa Bảo Lâm, rồi hiện rõ bản thân. Không thấy thỏ đâu nữa, chỉ thấy một mũi tên cài trên khung cửa. Hành giả đi thẳng vào trong, nói với đường tăng: sư phụ ạ, y đến đấy, y đến đấy. Hành giả lại biến ra luôn một vị hòa thượng cao độ hai tấc, chui vào trong hộp sơn son. Thái tử đứng trước cửa chùa, không thấy thỏ ngọc đâu, chỉ thấy một mũi tên sắp lông chim cài trên khung cửa thì sợ tay người. Quá lạ, rõ ràng mũi tên của mình bắn trúng ngọc thỏ ngọc, sao lại không thấy thỏ, chỉ thấy tên ở đây. Có lẽ lắm năm nhiều tháng thỏ đã biến thành yêu tinh. Miệng thu lấy mũi tên, ngẩng đầu lên thì thấy trong chùa có năm chữ sắc kiến Bảo Lâm tự. Thái tử nói: ta nhớ rồi, mấy năm trước phụ vương ta ở trên điện Kim Loan đã sai quan mang vàng lụa cùng với vị hòa thượng ở đây sửa lại điện Phật và tượng Phật. Tình cờ hôm nay đến đây chính là để nói chuyện cùng sư trong đạo viện, cái kiếp phụ sinh được chút nhàn, tại đây hãy đi vào trong chùa. Thái tử bèn tự trên ngựa nhảy xuống, được khi định tiến vào, đã thấy các quân tướng đi bảo vệ cùng 3.000 người theo tới, từng đoàn, từng lũ, cứ kiếm nhau vào hết trong chùa. Trong sư bèn tự vội vàng chạy ra cúi đầu bái tiếp, đón vào gian chính điện, tham bái tượng Phật. Thái tử đưa mắt xem non, lại uống quanh hành lang ngắm cảnh, chợt nhìn thấy một vị hòa thượng ngồi ở chính giữa, liền tức giọng nói: cái hòa thượng này vô lễ, sai giá một nửa triều đình ta đến chùa, mặc dù không có giấy báo trước, không phải đi đón, nhưng giờ đây quân mã đã đến chùa thì cũng phải đứng dậy, sao vẫn ngồi yên không thèm nhúc nhích. Bèn truyền lệnh bắt lấy y,
vừa nói một tiếng bắt, các quan hiệu ý cùng đứng hai bên sóng ngay tới, túm lấy Đường Tăng lôi đi, tìm dây trói lại. Hành giả trong hộp lầm rầm đọc thần chú: Hội hộ pháp chư thiên, lục đinh lục giáp, ta Đường bày kế bắt yêu. Thái tử này chưa nhận ra, định đem dây đó sư phụ ta, các ngươi liệu phải lộ trì. Nếu để người bị trói, các người sẽ có tội. Những lời căn dặn ngấm ngầm của đại thánh, còn ai dám cưỡng? Họ liền tới bảo hộ tam tàng đâu vào đấy. Một nhóm người kia không tay nào mó đầu trọc được, giống như có bức tường chặn lại, khiến bọn họ không thể chạm nổi vào người Đường Tăng. Thái tử nói: Nhà ngươi ở phương nào tới đây? Định làm tiếp ẩn thân để lừa dối à? Tam tạng tiến đến bái chào, nói: Bần tăng không có phép ẩn thân, ta chính là Đường Tăng bên Đông Thổ, sang chùa Lôi Âm bái Phật cầu kinh về dân bảo vật. Đông Thổ, nhà ngươi tuy là Trung Nguyên nhưng nghèo khổ lắm, còn có bảo bối gì hãy nói cho ta nghe. Áo cà sa đương mặc trên mình đây là bảo bối thứ ba, còn có cái thứ nhất và cái thứ nhì tốt hơn. Cái áo của nhà ngươi, một nửa che mình, một nửa hở tay, có đáng là bao, sao lại dám gọi nó là bảo bối? Áo cà sa tuy không được toàn thể, nhưng cũng có mấy câu thơ rằng: Hở vai áo Phật chớ bàn quanh, trong thân ẩn trân thoát tục tình, muôn sở nghìn kim thành chín quả, chín châu tám báo hợp trân linh. Tiên Nga thánh nữ cùng mây tiếng, đế tạng nhà sư giữ sạch mình, chẳng đón xe ra còn có thể, ai kia thù cha không trả thật hư sinh. Thái tử nghe nói xong trong lòng rất tức, nói: Hòa thượng khốn kiếp này nói nhảm, chỉ được cái mồm gầu lưỡi chối. Khi tốt khi hay, cái áo nửa tắm của nhà ngươi, nỗi oan của cha ta đâu chưa trả được, nhà ngươi nói cho ta nghe. Thưa điện hạ, người sống ở không trong khoảng trời đất có mấy thứ ơn? Có bốn thứ ơn. Bốn ơn gì? Cảm ơn trời đất che chở, mặt trăng mặt trời sáng soi, ơn đất nước của nhà vua, ơn nuôi nấng của cha mẹ. Điện hạ nói có chỗ sai, người chỉ biết trời đất chi chở, mặt trăng mặt trời sáng soi, đất nước của nhà vua, chứ làm gì đã có cha mẹ nuôi nấng. Hòa thượng này là kỹ ăn bơ làm biếng, trốn việc quen đi ở chùa, người không có cha mẹ nuôi nấng thì ở luống cày chui lên à? Điện hạ không biết, tôi có một bảo bối trong hộp sơn sơn này, là tên gọi Lập Đế Hóa, biết được việc 500 năm về trước, 500 năm hiện tại và 500 năm về sau, cộng tất cả công việc không quá khứ, vị lai 1500 năm, trong đi không điều gì là không biết. Hỏi bà bối ấy, điện hạ sẽ biết không có ơn dưỡng dục của cha mẹ, khiến cho bồng tăng phải chờ đợi ở đây lâu ngày. Thái tử nghe nói liền bảo: Đưa cho ta xem. Tam tạng mở nắp hộp ra, hành giả nhảy luôn ra ngoài, lượn ca lượn cuốn, đi lung tung ở khắp mọi nơi. Thái tử bèn nói: Cháu bé tí hon này thì làm được việc gì? Hành giả nghe thấy chê mình nhỏ, vươn mình một cái đã dài ra tới 3-4 tấc. Vũ sĩ hoảng sợ: Nếu mà chống dài ra thế này, chỉ độ mấy ngày sẽ chọc thủng da trời mất. Hành giả chỉ vươn ra cho bằng thân cũ thôi, không dài thêm nữa. Thái tử mới hỏi: Lập Đế Hóa, lão hòa thượng đây nói nhà ngươi biết được những việc lành dữ quá khứ, vị lai, vậy nhà ngươi có phép bói rùa, có phép bói thi, theo lời dạy trong sách, bói họa phúc cho người ta phải không? Một ly về cái đó cũng không dùng, chỉ ở 3 lưỡi, muôn thảy việc đều hay. Câu cậu này thật là nhảm nhí, từ xưa đến nay, bộ sách Chu Dịch rất là huyền diệu, đón được việc lành dữ trong thiên hạ, để cho người ta biết đường mà theo, mà tránh, cho nên mới có phép bói rùa, bói thi. Cứ như nhà ngươi nói thì bằng cứ vào đâu, quàng, xiên, họa phúc, mê hoặc lòng người. Xin điện hạ đừng nói vội, để tôi nói cho mà nghe. Người vốn là thái tử vua nước Ok, 5 trước đây, trong nước bị đại nạn, muôn dân khổ sở, hoàng đế nhà người cùng với thần tử lòng thành cầu đảo, dự lúc cầu không được mưa, có một đạo sĩ ở núi Trung Nam đi tới, biết hô phong hán vũ, điềm đá nên vàng, quân vương điềm lòng yêu mến, kết làm huynh đệ, có việc ấy không? Có, nhà người nói nữa đi. Phụ vương bèn kết làm huynh đệ với y, ăn cùng một mâm, ngủ cùng một giường. 3 trước đây, đi ngoạn cảnh ở vương ngự uyển, bị y hóa một trận gió thành, móc móc viên ngọc khoe trắng nạm vàng ở trong tay phụ vương ngươi đem về Trung Nam mất. Tới nay phụ vương vẫn còn nhớ mong,
Cũng vì không có nên người không thích ngoại cảnh nữa, từ 3 năm nay đã đóng chặt cửa vườn lại rồi. Ở ngôi hoàng đế không phải phụ vương ta còn ai. Hành giả nghe nói chỉ tủm tỉm cười, hỏi thái tử. Thái tử hỏi mãi hành giả cũng không trả lời, cười mỉm mãi. Cái cậu này, điều đáng nói thì không nói, tại sao lại cứ kiều mỉm như vậy? Hãy còn rất nhiều chuyện, chỉ vì đông người hầu hạ nói ra không tiện. Thái tử thấy y nói năng có chứng cớ, giơ tay áo bào quẩy một cái, bảo quân sĩ tạm lui ra. Các quan tướng đi hộ giá, vội hạ lệnh, đi 3.000 người cửa đều ra ngoài cửa chùa đóng quân. Lúc ấy trên điện không có ai, thái tử còn ngồi ở trên, Tam Tạng đứng ở phía trước, hành giả đứng bên tả, các vị sư bản tự ra cả ngoài. Hành giả mới tiến lên nghiêm mặt, nói: Tâu điện hạ, người hóa ra trận gió bay mất chính là bố địa của ngài, kẻ đưa ngồi ở ngôi vua là tên Toàn Chân Đạo Vũ. Nói nhảm, cha ta từ khi Toàn Chân đi rồi, mưa hoài gió thuận, nước thịnh dân yên. Cứ như nhà ngươi nói thì không phải là phụ vương ta, vì ta hãy còn ít tuổi, nên hãy tha cho nhà ngươi. Nếu phụ vương nghi ta những lời phản bạn của nhà ngươi, sẽ bắt ngay rồi băm làm muôn mảnh. Nói đoạn, bèn quét mắng hành giả và đuổi đi. Hành giả nói với Tam Tạng rằng: Làm thế nào, con đã bảo là y không tin, quả nhiên, bây giờ hãy đưa trả lại bảo bối cho y, rồi lấy công văn sang Tây Thiên cho rảnh. Tam Tạng đưa hộp sơn son cho hành giả. Hành giả đỡ lấy, nhún mình một cái chẳng thấy hộp đâu. Nguyên là lông tơ đã bị y thu vào trong người. Tay cầm viên ngọc khuyên trắng dâng lên thái tử. Thái tử trông thấy, liền nói: Ghê thật hòa thượng, nhà ngươi đây chính là Toàn Chân, năm trước đến lừa ăn cắp bảo bối nhà ta, bây giờ dám ngang to làm hòa thượng, tiếng hiến. Liền gọi, bắt lại. Một tiếng truyền ra làm cho Tam Tạng sợ sệt, trỏ tay mắng hành giả: Cái đồ bọc mã ôm nhà mi, độc là gây quả vô vơ, để lụy cho ta đây. Hành giả đến gần, ngăn tất cả lại nói: Chớ có to tiếng, đừng để lộ chuyện, ta không phải lập đế hóa, còn có tên thật khác. Thái tử tức giận: Mày lên đây, ta hỏi rõ tên thật, đưa ra pháp đi để định tội nhà ngươi. Hành giả nói: Ta là đại đồ đệ của vị trưởng lão đây, tên gọi là Tôn Ngộ Không hành giả. Nhân đi theo sư phụ sang Tây Thiên lấy kinh, đêm hôm qua tới đây ngủ trọ. Đêm sư phụ ta đọc kinh vào hồi canh ba, người nằm chiêm bao, mộng thấy phụ vương của ngài nó bị Toàn Chân kia lừa dối, đẩy xuống giếng lưu ly, bát giác tại vườn ngự yển. Toàn Chân biến ra hình dung người, khắp các quan trong triều không ai biết cả. Ngài còn nhỏ tuổi, cũng không thể nào hiểu rõ. Y cấm không cho ngài vào cung, đóng cửa vườn lại, chính là sợ lộ chuyện ra. Đêm vừa rồi, phụ vương ngài đến đây nhờ ta bắt ma, ta sợ không phải yêu ma, từ trên nhìn xuống, quả nhiên là giống yêu tinh. Đương định ra tay bắt nó, vừa khi ngài ra ngoài săn bắt thành, mũi tên của ngài bắn trúng Thỏ Ngọc, chính là Lão Tôn đây. Lão Tôn đã dẫn ngài đến chùa để gặp sư phụ, nói điều tâm sự, đây đều là toàn chuyện thật. Giờ đây, ngài đã nhận được Ngọc Khuê, sao không nghĩ tới ơn tình nuôi nấng mà báo thù dẫn thân? Thái tử nghe đoạn, trong lòng đau xót, thầm thương cảm, tự nghĩ, nếu không tin, câu chuyện có phần chân thật, mà tin thì khốn nổi trên điện chính là phụ vương của mình. Thế mới thật, lui tới khó khăn lòng hỏi miệng, suy tính kỹ lưỡng mới miệng do lòng. Hành giả thấy y nghi hoặc không quyết, bèn tiến lên nói: Điện hạ, bất tất nghi hoặc, mời ngài trở về nước, hỏi quốc mẫu nương nương một câu, xem trong tình ân ái vợ chồng so với 3 năm trước thế nào, chỉ hỏi một câu ấy sẽ rõ được thực hư. Thái tử nghe nói vậy, trong lòng liền vui mừng: Phải đấy, để tôi về hỏi mẫu thân xem. Y đứng dậy, bỏ Ngọc Khuê vào túi rồi thẳng bước đi luôn. Hành giả cản lại: Nếu mà người ngựa ngài cùng về, chẳng lộ chuyện ra ư? Tôi khó thành công, chỉ còn một mình mài cưỡi ngựa trở về, không nên to tiếng khuyên khoang. Nhớ vào cửa chính dương, đi theo cửa hậu tế mà vào. Khi người vào cung gặp mẫu thân, chớ có to tiếng, tức tối, phải nói nhỏ, chuyện thầm, sợ rằng yêu quái thần thông quảng đại, một khi để lộ chuyện ra ngoài, tính mạng mẹ con ngài sẽ khó mà giữ được. Thái tử biền vâng theo lời dạy, chạy ra khỏi cửa chùa, bảo dặn quân tướng:
Hãy đóng chặt quân ở đây, không được đi đâu. Ta đang có một chút việc, đi chút xíu sẽ về, sau đó sẽ cùng vào thành một thể. Thật là, chỉ huy hiệu lệnh dùng quân lại, cưỡi ngựa như bay chạy vào thành. Chưa biết thái tử đi lần này gặp mẹ có những chuyện gì, xem đến hồi sau sẽ phân giải.